bài lập trình trên trên tám mươi mét hơn dùng hai nút bấm này. Thì sơ đồ mạch của nó thì sơ đồ mạch là sử dụng 8 mét hơn và hai nút bấm. Đây là cái sơ đồ mạch bài 8 mét hơn và 8 nút bấm, thì các nút bình thường thì mình không lập trình thôi, thì thôi cứ để đấy thì vẫn dùng chung cái sơ đồ mạch này được. Và 8 mét hơn này xong rồi sử dụng hai lập trình hai nút bấm ở hai chân 0 như 1 này, xong rồi tạo một dây có xe lập trình cho led, điều khiển led phải là phần trai và nó xuất nút 1 để cho nó tắt đi, xong rồi hai nút bấm nó đi 0 như 1 và tạo cổng vào, xong rồi kích hoạt để cho treo con đắt này. Bài 6 để lập trình cho một bài mà nó có nhiều nét như này, xong rồi ba nét mà nó thay đổi trạng thái ấy. Thì bây giờ chúng ta xem lại cái bài cũ. Cũ trước đấy là có một bài này, 8 con nét đơn sáng lần lượt từ trái sang phải sau mỗi 200 giây này. Thế còn cuối cùng thì vòng về đầu tiên. Thì bài 2 này thì là nó chạy tự động. Trước đấy là mình đã làm cái bài này rồi thì nét nó chạy tự động này. Sáng xong rồi nó tự động xong khoảng 200 giây nó tự động nó chạy sang con tiếp theo. Và cái thứ ba đấy còn cuối cùng thì vòng con đầu tiên. Và bài đấy thì mình đã xử lý bằng cách là khai báo một cái mảng mã nét này có 8 phần tử, mỗi phần tử của nó tương đương với một trạng thái. Trạng thái đầu tiên thì là làm cái mã để sao cho con led đầu tiên sáng và các còn lại tắt. Phần tử tiếp theo là con led thứ hai sáng các còn lại tắt. Vân vân đến cái phần tử cuối cùng. Tất cả 8 phần 8 led nó tương ứng với cái 8 phần tử của cái mảng mã led này. Sau đó lập trình thì là muốn con led ở vị trí nào sáng thì mình sẽ thực hiện đánh giá thôi. Cos bằng mã led y. Thì chuyển vào đây y là bao nhiêu thì là con led nó sẽ sáng. Bài này nó chạy tự động cho nên bài cũ nó chạy tự động cho nên mình sử dụng cái vòng lọc for để cho nó chạy tự động cuối. Xong rồi nó chạy con y bằng mã led y sau đó chế thì cứ xong 200 giây là tự động nó chỉnh. Rồi thì bây giờ sang bài này thì mình cũng xử lý bằng cách đầu tiên là cũng khai báo cái mảng mã led này. Đó, mảng mã led trước. Rồi, xong rồi lập trình thì nó sẽ không được dịch tự động như cái bài trên, và bây giờ nó phải có điều kiện thì nó mới dịch con led đấy. Như vậy thì có điều kiện ấn nút thì mình mới cho dịch con led. Như vậy thì ấn nút thứ nhất này, in d chấm không thì mới cho dịch con led, là mình cho y tăng lên đúng không? Ấn nút thứ nhất dịch sang phải nghĩa là cho cái chỉ số y tăng lên. Ấn nút thứ hai dịch sang trái, in d chấm một này dịch sang trái thì tức là cho y giảm đi. Sau đó là gắn post c bằng cái mã led y đấy. Xong rồi nếu mà như thế này luôn thì chạy luôn đấy, thì chạy thử như này luôn để xem nó như thế nào. Khi mà y nó thay đổi thì từ nó sẽ mang các giá trị từ 0 đến 7. Từ cái mỗi giá trị là một con led nó sáng các con lại tắt. Nếu mà sau đó gắn post c bằng mã led y này thì là một con led nó sẽ sáng này. Đó, con đầu tiên sáng này. Nếu mà nút đã nhận thấy là mình ấn nút một phát là nó lại sáng hết luôn. Đây chạy lại từ đầu, ấn nút nào, đấy, nó sáng hết luôn. Lý do là chỗ này tại bởi vì là mình ấn nút cũng phải mất một khoảng thời gian hơn 100 giây và con tin điều khiển nó thực hiện rất nhanh. Ở chỗ này là không có lệnh trễ cho nên là thì gần lại này xong này, nó đúng là y cộng cộng thì là có xe vào máy đi nó dịch nhất rồi. Xong nó lại vòng về đầu quay một là nó xét này, lúc đấy mình vẫn ấn nút chưa kịp trả ra cho nên là đi lại không cần thiết. Thì như vậy cứ như vậy thì y nó tăng rất là nhanh. Cái xử lý nó khi điều khiển của mình nó thực hiện các bạn rất là nhanh cho nên là nếu mà không có thời gian trễ thì chỗ này nó thực hiện là y cộng cộng nó rất là nhanh. Và khi y vượt quá 8, mảng này có 8 phần tử thôi, có 8 phần tử tối đa là 7 thôi, tối đa là số 7 từ 0 đến 7 mà y nó tăng nó rất là nhanh thì nó vượt quá cái hạn đấy. Thì khi mà y bằng 9 nó cần, nếu mà còn có xe của mã led 9 thì nó quá cái phạm vi của mảng này rồi, thì cái mã led 9 nó lưu trong bộ nhớ thì là nó là số 0, nó chưa có dữ liệu thì trong bộ nhớ thì điều khiển nó lưu là số 0. Vậy có xe bằng 0 thì là led nó sáng hết. Do đó ở đây là cũng phải có thời gian trễ 200 để cho người đồng kịp nào nút ra rồi thì mới xét một lần nữa thì nó mới dịch một lần nữa. Chạy thử chương trình này, ấn nút đấy, thì như vậy là khắc phục được cái vừa rồi rồi. Ấn nút này thì trong phải, xong rồi ấn nút thứ hai thì chắc thì lại vừa ba sang trái, nhưng mà cũng chưa xử lý được cái phần đầu bút. Đến cuối cùng thì nó phải vòng về bên đầu tiên thì chỗ này sẽ xử lý. Khi đến phải rồi ấn nó vẫn tăng tiếp, tăng tiếp thì nó sẽ sáng sáng hết như này. Bởi vì mình chưa làm gì xử lý cái phần đấy, cho nên cho cái số y nó tăng thoải mái. Còn bây giờ tiếp theo, bây giờ đã xử lý được ý thứ nhất của bài là ấn nút thì dịch rồi, một nút dịch sang phải, một nút dịch sang trái rồi. Bây giờ xử lý cái phần ý là xử lý lại đầu bút đến con cuối cùng, nó phải vòng con đầu tiên, có nghĩa là khi mà y nó sẽ mang các trình không đến bảy, bảy là tối đa, nhưng mà đến bảy rồi mà ấn nút một lần nữa thì nó sẽ phải vòng về y bằng không. Do đó chỗ này xử lý là nếu là phải xét điều kiện nếu y nó bảy thì mới cho nó tăng. Else là khi mà nó bằng bảy rồi mà mình lại ấn nút này, mà y đang ấn nút này mà y bằng bảy rồi thì điều kiện sai rồi, nó rơi vào else thì phải cho nó bằng không, bằng không để nó vòng về con đầu tiên. Xong rồi nút thứ hai thì cũng xử lý như vậy, từ 0 đến 7 mà thì cái giá trị đầu bút ở phía thấp nó sẽ là 0, vậy sau này sẽ điều khiển là y lớn hơn 0 thì mới cho nó trừ. Else là khi nó bằng 0 rồi mà lại ấn nút này thì cho nó vòng về con cuối cùng là cho nó bằng giá trị lớn nhất là 7, thì lúc đấy nó sẽ đến đầu bút thì hai đầu bút nó sẽ vòng tròn. Ấn nút thì nó sẽ dịch liên tục bởi vì là sau khi đi đây xét mà mình vẫn giữ nút thì nó lại đúng, nó lại thực hiện y cộng cộng tiếp.
Thì cuối cùng mình ấn nhá, thì nó vòng về đầu tiên, vòng tròn rồi. Xong mình ấn nút dịch trái này thì đến cái đầu tiên rồi, ấn dịch trái tiếp này thì lên ra cái con cuối cùng. Ấn giữ thì nó dịch liên tục. Như vậy xử lý được cái yêu cầu đề bài rồi. Ngay cái thời điểm mà mình bật điện lên lần đầu tiên này, thì là led đầu tiên nó sáng luôn. Đấy, bởi vì là ban đầu thì biến y mà chỗ này mình khai báo biến nhưng mà chưa gắn thì ban đầu cho nó thì nó cũng mặc định là không. Ở đây chỗ này là không, giống như là y mà ban đầu nó không. Thì như vậy y bằng không thì chỗ này trong quan một cái là nhờ post C bằng mã led thì lớp đấy nó chuyển vào là mã led y này thì lúc đầu y bằng không thì nó sẽ gọi là post C mã led không thì sẽ tương với con đầu tiên nó sáng. Sau đó ấn nút thì y nó sẽ thay đổi giá trị thì nó sẽ dịch led. Thì trong trường hợp này đề bài cũng hỏi là trạng thái đầu tiên thì con led là vị trí đầu tiên sáng thì là cũng đúng rồi. Còn nếu mà đề bài mà hỏi khác đi, bài khác mà đề bài hỏi khác đi là vị trí thời điểm ban đầu mà con led là vị trí thứ ba sáng thì chỗ này sẽ khá ban đầu y bằng hai. Vị trí đầu tiên là con led y bằng không thì là vị trí đầu tiên, vị trí tiếp theo là vị trí thứ ba thì là y bằng hai. Thì lúc đấy con led vị trí thứ ba nó sẽ sáng ở ngay thời điểm bật điện. Thì chỉ cái lệnh này sẽ gắn trước quan một để cho nó chỉ thực hiện một lần thôi. Trước quan một thì nó sẽ khởi động là chỉ bằng hai, xong rồi gọi là sẽ có xe bằng led hai là con led ở vị trí thứ ba đấy nó sẽ sáng. Sau đấy ấn nút thì nó sẽ di chuyển. À, thì như vậy bật điện lên là đầu tiên thì con led ở vị trí ba này nó sẽ sáng luôn. Còn chỗ này thì mình sẽ chỉ gắn khởi đầu thì sẽ chỉ gắn các giá trị y thì không phải thôi, bởi vì là có tám trạng thái thì không phải thôi, tám vị trí của tám con led. Cho nên là nếu mà gắn ngoài cái phạm vi đấy thì mã led mà gắn y bằng tám thì nó gọi mã led tám, thì mã led tám nó nằm ngoài phạm vi của bảng rồi thì nó giá trị nó trong một nhớ nó đang là không thì nó lại sáng tất thì không được. Sau bài là chuyện tiếp theo.